nhắn nhắn tin nó nhờ lại anh nó cứu cứu giùm 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 nó về thôi, nó lại mà lại chết mất anh ơi. Thôi được, cứu được, cứu được, cứu được, đừng kêu nó sống thì đừng ấy, sống để còn nuôi mẹ già nữa, kêu nó sống thì được. Được. Nói giờ cũng giờ khổ quá trời, ông cần mình bệnh đánh đập vậy á. Rồi. Rồi. Trời ơi, làm sao sống nổi này ơi. Sao? Chẳng em giờ nghe nói này vậy em làm sao em lại sống sống lại nổi. Không sao. Dạ Bây giờ đi, cô nó đang ở đâu? nó lại ở mà sát cái một cái ra cái rạch là cái cam cũng như là nó mà nó đi rồi nó lại là trốn về biết sao mà vậy? Trời ơi, giờ để em mà em đèn đèn nó sao mà nó lại sao mà nó lại là em ru anh ơi. Rồi bây Giờ bây bây giờ quá để trời. tôi về, tôi biết cứu được. Để tôi về mới cứu được. Dạ anh hả? Dạ giờ anh là cũng ráng ráng về anh hai ơi. Về cứu giùm em Rồi. Ở đây giờ tôi về để cứu giờ em giờ nói hết trơn nãy ơi. rồi thầy, thì tôi sẽ ấy nó, bây giờ nó cầm chi chỗ nào mới được, Dạ mà về sao bây giờ, ý ý tôi nói chuyện nghe nè, bây giờ nó cầm chi chỗ nào? mạng mạng giờ yếu quá trời, nói chuyện khó nghe quá. Mà mấy mấy giờ yếu khó nghe làm sao, là chị bây giờ ý chị nói nè. Dạ cái ý của em á giờ nhờ lại anh lại cứu giùm. Rồi. Vì là cái một cái thằng thằng nhỏ này bị họ lại lừa là mà họ họ lại bán nó. Biết rồi, bây giờ nó ở Campuchia chỗ nào? Nó có được địa chỉ không? Không anh ơi, Thế sao Kỳ bảo không dẫn nó, đã cứu lần một lần rồi, nó về nó bỏ đi nhà đi. Cứu một lần rồi sao, sao bảo không dẫn nó, đừng có xin lỗi trên mạng. anh ơi em đâu nhắc chừng chừng nó hoài mà sao bây giờ nó kỳ, nó nói bữa chiều đó Làm là sao? nó cũng xuống xuống dưới đây nó cũng cũng xin việc làm đây à, mà sao mà lại lừa nó mà đi luôn vậy đó. Chứ nó cũng đâu có dám lại cãi lại anh đâu. Dạ lần đó là nó về là mặt mà nó xanh lè nữa anh ơi. Mà Nó cái ơn thôi, của nó cãi là câu mày dạ kìa, nó cãi lại kìa, học kỳ nói nó một lần rồi. cũng như nay á xuống 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 đó lần mà xin vô làm cái chỗ mà rau củ quả gì đó rồi không biết làm sao mà họ lại lừa nó đi. Dạ là xe cộ qua em đều gửi qua thấy không, cái xe đó mất luôn Rồi. rồi rồi một cái máy rồi tiền rồi là mất luôn anh ơi. Sao? Giờ bây giờ đây là đó em là đó
mong lại anh về cứu giùm cho lại con em về. Một cái ơn này em sẽ xin sẽ nhớ anh suốt đời, không em không không bao nghe giờ quên. đã học kỳ cứu con bằng lần rồi không, cứu giúp cho bà ở đây là thiệp sĩ, là giúp đời giúp người biết rồi ha. Dạ Mà bà không dạ dặn không dạy nữa. anh ơi, em là nhắc chừng hoài, nhắc nhắc chừng hoài mà như là dạng như là nó biết, nó biết làm sao mà nói làm sao mà hắn nói nó đi nhắm tút tút lốt à, nó là đi làm mà nó việc nhẹ mà lương rồi nó cao, tới chừng đi một hồi là nó nói một 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 hồi toàn là cái người đó miên không à. Dạ anh Hải ráng đấy, anh Hải giúp giùm anh Hải, chứ nếu bây giờ em mà sống mà nếu con của em mà người ta lỡ mà người ta giết chết thì em làm sao mà sống nổi đó anh Hải. Để tôi về chứ, về tôi mua vé 24 cây tôi mới về Việt Nam. Bữa nay máy tay mà anh Hải Nay nay ở về nay ở nay 11 cây phải không? từ hôm nay em lại em rầu buồn rồi, em đâu có coi ngày coi giờ anh. Dạ vậy rồi thôi nha anh Hải, anh Rồi, rồi cứu, cũng cứu về mệt phải cứu, phải cứu về, tôi cũng trông về Việt Nam lắm, dạ cũng trông Việt Nam anh nó phải Hải. về. Phải về cứu, Dạ cứu con chị ha. Chị bây giờ chị ở đâu? dạ nhà nhà em Bây giờ chị đang ở đâu? nhà em Nhem nhem ở đâu? ở Cai Lậy, Tiền Giang. Rồi. Tôi cứu Em con bây chị giờ nào mà tôi không không nhớ rồi, không không nhớ bao lâu rồi, tôi không nhớ, tôi giúp biết bao nhiêu người nói hiểu không? Chị biết rồi. dạ, từ hôm hổm ra em lại xem mà xem nó một cái clip anh đang mà em mới có kiếm lại một cái số máy anh, mà em lại lại kiếm trần ai luôn. Bữa nay sao lại em mới có lục lại à, còn cái số anh còn đó, mới qua em lại mới lại nó gọi lại anh. Rồi, tôi sẽ giúp cho chị. Chị chờ đi ha, để tôi về Việt Nam tính chị rồi. Cảm ơn chị. Rồi, Dạ rồi, rồi, rồi.